Cắn nó cũng thích ăn chứ. Con đứng ở đây chờ cô nhé. Vâng.
nhá, bà cho cái túi bóng này. Nhá. Về nhá. Anh xem một em với. Phải. Ôi may quá, em thấy nhiều tiền quá em cũng run. Đủ cho anh. Cho em gửi nhá. Và em xin phép em đi về đây. Vòng nước đã thôi cho cháu một đồng nhá. Không, em không lấy đâu, em không lấy đâu. Em cảm ơn nhé. Cảm ơn. Em đi về đây. Đi con ơi. Đâu cô thấy con gì đâu? Con hề, con muốn cởi áo mới, con ngứa. Đâu? Cô thấy con gì đâu? Ngứa quá. Đâu cô thấy con gì đâu? Con ngứa quá. Thấy đỏ đỏ lên một tí. Thấy áo khác mặc đi. Đâu? Cô xem nào. Đây mặc cái áo mới vào này. Sao con vẫn ngứa à? Vâng. Con muốn đi tắm. Tắm mà vẫn ngứa. Vâng. Sao mà ngứa nhiều thế? Được rồi, để cô bỏ ngứa đây nhá. Chúng tôi không đang cô đỡ. Con bỏ dép ra. Dép ra đi. Dép ra. Dép ra.
Phải không? Đâu. Đây. Đây. Rồi. Ôi, nhiều lắm rồi, đi về đi. Đi. Cô cầm cho con rồi. Ơi, à, bỏ vào đây. Con mang về cái phố kia con nuôi lắm nè. Con thả vào chậu con nuôi.